Thưa quý vị, Myanmar là một đất nước sở hữu rất nhiều ngôi chùa với phong cách kiến trúc độc đáo, trong đó chùa Simbiome để lại trong lòng mọi người nhiều ấn tượng mạnh mẽ nhất. Ngôi chùa này đặc trưng dễ dàng nhận ra nhất chính là màu trắng muốt chủ đạo, kết hợp với nhiều đường lượn sóng rất khác so với nhiều ngôi chùa cổ kính tại Mandalay. Chùa Simbiome nằm ở bờ tây của sông Ikrawati, cách trung tâm Mandalay khoảng 10 km về phía tây bắc. Được xây dựng từ rất nhiều năm trước, chùa Sinbiam gắn liền với thiên tình sử giữa hoàng tử Pagida với người vợ đầu tiên của mình, nữ hoàng Sinbiam. Nữ hoàng không may qua đời khi sinh con, khiến hoàng tử vô cùng thương tiếc. Người quyết định dựng nên ngôi chùa Sinbiam vào năm 1816 để tưởng nhớ đến người vợ quá cố. Ngôi chùa Sinbiam vốn là một điểm đến tâm linh nổi tiếng đối với người dân Myanmar. Tuy nhiên, trước đây vẫn chưa được nhiều người biết đến ngôi chùa chỉ thực sự trở nên phổ biến khi những bức ảnh tuyệt đẹp về kiến trúc tựa như những đợt sóng trắng ngoài biển khơi của ngôi chùa được lan truyền mạnh mẽ trên Instagram. Toàn bộ kiến trúc của ngôi chùa được phủ lên một lớp sơn trắng tinh khôi. Nhờ vậy mà ngôi chùa còn được người dân và du khách nhắc đến với tên gọi thân thuộc khác là Chùa Trắng. Chính nhờ sắc trắng nổi bật cùng kiến trúc độc đáo mà Sinh Biêm trở nên khác biệt so với những ngôi chùa đồ sổ khác tại Myanmar. Rất nhiều người đã đồng ý rằng ở nơi này, chùa trắng Shinbiu xứng đáng ở vị trí thứ hai về vẻ đẹp kiến trúc, còn vị trí đầu tiên thuộc về chùa vàng Suijigon hay còn gọi Yanagon. Chùa được mô phỏng theo hình dáng của ngọn núi thiên Meru. Trước đây, sau một trận động đất lớn ở những năm 1836, ngôi chùa đã bị hư hại nặng nề. Tuy nhiên, đến năm 1874, nhà vua Mindon đã cho phục dựng và bảo toàn nguyên vẹn lối kiến trúc ban đầu của chùa. Kể từ đó, chùa trường tồn với thời gian cho đến tận ngày nay. Qua năm tháng, những bức tường trắng đã có rêu phong bao phủ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng cổ kính và linh thiêng. Ngôi chùa Shinbiam không chỉ gây dấu ấn với sắc trắng tinh khôi mà còn khiến mọi người ngỡ ngàng trước lối kiến trúc ấn tượng. Nhìn từ trên cao, toàn bộ ngôi chùa tựa như một ngọn núi trắng nhỏ nhắn, phần chính của ngôi chùa là hình tháp ở điểm cao nhất. Xung quanh được bao phủ bởi những đường lượng sóng theo hình dáng bậc thang từ cao đến thấp. Những đường sóng này tựa như một lớp bảo vệ chắc chắn cho ngôi chùa ở phía trên. Bước đến cổng chùa, bạn sẽ thấy cổng được dựng theo hình vòm xếp theo dạng bậc thang từ thấp đến cao. Đi hết những cánh cổng thẳng hàng đó, bạn sẽ tới được trung tâm của ngôi chùa. Phải tận mắt chiêm ngưỡng ngôi chùa biêm bạn mới có thể thấy được vẻ đẹp của lối kiến trúc đặc biệt này. Từng đường đi, mái vòm đều được tạo dựng tỉ mỉ và sắc sảo đến từng chi tiết. Chính điều đó đã khiến khung cảnh nơi đây tựa như một miền cổ tích huyền ảo và nên thơ. Không còn là một Myanmar đầy màu sắc với những ngôi chùa vàng, đỏ hay khinh khí cầu rực rỡ, đến với chùa biêm Myanmar, mọi người sẽ cảm nhận được một không gian yên bình, tinh khôi tựa như sắc trắng nổi bật của chính ngôi chùa